là dính. À, nhìn ngon quá. Trời ơi, nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Đó. Mê không cả nhà? Để mình quay sát ra nha. À, nó dính luôn cả nhà. À, nó dính nè. Trời ơi, nhìn còn giá. Ú nù luôn cả nhà. Đây là đúng 2 ngày luôn cả nhà. Từ bữa mình ủ tới giờ luôn á, mình không còn dở luôn nè cả nhà. Đó, mình không xem luôn á. Hôm nay là đúng 2 ngày luôn, mình mở cho cả nhà mình xem luôn á. Nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Giá nhìn rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Cọng giá của mình rất là trắng nè cả nhà. Giá này ăn rất là ngọt, rất là bùi, rất là ngon luôn cả nhà. Đó. Hi, mình xin chào cả nhà, và hôm nay thì mình có làm một cái mẻ giá mới nè cả nhà. Và sẵn tiện mình làm thì mình cũng chia sẻ cho cả nhà cùng xem. Thì nếu bạn nào quan tâm thì cùng làm với mình. Ở đây mình có chuẩn bị 100g đậu xanh, và phần này thì mình đã ngâm qua đêm rồi nè cả nhà. Thì trước khi đi ngủ tầm 11 giờ thì mình ngâm ha. Cho đến trưa thì mình làm. Nói chung là hôm nay mình làm hơi muộn tí xíu, mình bận công việc á, cho nên mình làm bữa trưa này. Thường là mình làm buổi sáng, tối mình ngâm thì sáng tầm khoảng 8 giờ là mình làm cả nhà. Thì trước khi mình đi ngâm á, thì mình đã lựa những cái hạt hương, hạt lép mình bỏ nha cả nhà, và mình cho nước và mình rửa sơ. Và mình sẽ ngâm bằng nước ấm này. Ở đây mình ngâm nước ấm này cả nhà. Đó. Và trong thời gian mình ngâm á, từ tối cho đến sáng thì mình có xả thay nước một lần rồi nha. Và khi mà chuẩn bị mình đi ủ giá này thì mình cũng xả lại nhiều lần nước các bạn, để cho cái phần nước chua ở trong cái phần đậu của mình nó ra hết, thì khi mình ủ giá thì nó sẽ không có bị hư, bị thối ha. Và có những hạt nó nảy mầm thì cả nhà rửa khéo ha, đừng cho cái phần hạt này nè nó bị gãy. Thì khi mình ủ cả nhà thì những hạt nó không có lên nữa thì nó sẽ bị hư, nó sẽ gây cái mẻ giá của mình nó hư nha. Đó, thì những bước đó rất là quan trọng cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách ủ giá không cần tưới nước cho cả nhà. Và đây mình có chuẩn bị một cái thau này cả nhà, và mình ủ giá hôm nay thì bằng cát cả nhà. Thì cát đây thì cái dạng cát hạt nó hơi to hơn tí xíu cả nhà. Thì cả nhà không có những cái loại cát như thế này thì mình dùng thay thế bằng cát xây dựng cả nhà. Thì nói chung là cát là được ha. Thì hạt lớn hạt nhỏ gì cũng được. Thì nói chung mình làm ủ giá kiểu này thì khi thành phẩm cả nhà thì giá của mình nó rất là trắng nữa, mà đặc biệt là ăn rất là giòn, rất là ngọt nha, ngọt bùi, rất là ngon nha cả nhà. Ở đây mình chuẩn bị cát này thì mình chuẩn bị tầm khoảng 2 lóng tay á, 2 đốt lóng tay nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ cái phần này, và trước khi mình đi ủ giá này cả nhà, thì cát này mình đã cho nước vào nhiều lần nước nha. Rồi mình sẽ rửa sơ cái phần cát này. Nói chung là mình lọc sơ, mình rửa sạch rồi nha. Này nó đã khô ráo thì mình sẽ cho nước vào nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần nước vào. Đó. Mình dùng nước lạnh bình thường thôi. Đó. Tại mình ủ giá không cần tới nước cả nhà, cho nên mình sẽ cho nước vào trong cái thau này nè. Đó. Thì giá của mình nó sẽ hút nước cả nhà. Đó. Nó sẽ phát triển ha. Đó, mình cho nước sắp sắp này được rồi nha cả nhà, chứ đừng có nổi nước nhiều nha. Đó, và mình banh ra cho cái phần cát này cho nó đều, và đợi giá của mình cả nhà. Khi thu hoạch á thì mình lấy rất là dễ luôn cả nhà, không dính cát luôn mà lấy cũng rất là dễ nữa. Thì mình có chuẩn bị một cái vải mùng này cả nhà, và phần này mình cũng thấm nước ướt rồi nè. Bây giờ mình dùng 2 lớp nha. Vải mùng này thì mình sẽ dùng 2 lớp luôn. Đó, mình lót xuống phía dưới nè cả nhà. Mình đằng xuống ha. Mình làm cách này rất là đơn giản mà thu hoạch thì rất là dễ luôn cả nhà. Đó. Không còn phải tưới nước, rất là đơn giản luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần đậu này vào nha. Thì đậu này mình cho nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà, tại vì nó đã nảy mầm rồi đó. Mình rải cho đều ra ha. Mình trải đều cái phần đậu mình ra này cả nhà. Đó. Và trong thời gian mình trải này cả nhà, thì cả nhà xem những cái hạt đậu nào mà nó bị hư á, hay là nước làm đôi còn sót lại thì mình lượm ra nha. Đây, giống như những cái hạt này mình ngâm mà nó không nở luôn nè cả nhà, thì mình lấy ra luôn ha.
Mà bây giờ cái phần đậu của mình cũng đã rải đều rồi này cả nhà. Đó. Nói chung là làm giá cũng rất là đơn giản cả nhà. Nói chung là mình biết cách làm á thì tầm khoảng 2 ngày cho đến 2 ngày rưỡi là mình đã có giá sạch để ăn rồi cả nhà. Thì nói chung là nhà bạn nào có cát á thì mình làm kiểu này nè, nói chung là rất là nhàn, không cần phải tưới nước. Đó cả nhà. Thì đúng ngày thì cả nhà lấy mà xem giá của mình nó cao thì mình thu hoạch thôi, rất là đơn giản nữa. Mà vừa có giá sạch tới ăn ha, rất là an toàn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái lớp vải mùng lại nha. Ở đây mình dùng một cái miếng vải mùng to nè, đó thì lớp dưới mình cũng dùng 2 lớp và lớp trên thì mình cũng dùng 2 lớp luôn. Đó. Mình đằng xuống. Và phía trên thì mình sẽ dùng một cái bao gạo nhỏ nè, đó, mình trải lên lớp trên nè cả nhà. Đó. Và bước tiếp theo thì mình có chuẩn bị thêm một ít cát này, đó. Cát giống như cát ở phía dưới vậy đó, rồi mình sẽ đẩy lên phía trên. Thì mình cho cách này cả nhà, thì mình không cần phải đè nén cái vật phía trên ha, thì mình dùng cát để mình đè nén luôn ha. Và cái lớp trên này cả nhà thì mình cho một khoảng một lóng tay thôi nha, đó, lớp mỏng thôi à, đó. Và cát này thì nó ướt ướt thôi cả nhà, chứ không có, mình không có cho nước vào ướt giống như cái phần phía dưới ha, nó vẫn ráo ráo ha. Mình banh đều ra. Cả nhà thấy cách làm của mình đơn giản không? Khi á mình thu hoạch thì thôi đó, mình dỡ cái phần này lên thôi thì mình đã thu hoạch giá ra rất là sạch luôn. Củ giá của mình cũng đã xong và mình có chuẩn bị thêm một cái bạch đen này cả nhà, đó, để cho khi ánh nắng nó khỏi chiếu vào cái phần giá của mình á, để khi giá của mình nó lên thì nó sẽ không có bị xanh nè, đặc biệt là cái phần đầu nó không bị tím nha cả nhà, thì giá của mình ăn nó không có bị đắng ha. Đó, bây giờ mình sẽ trừng cái phần này lại. Rồi bây giờ cái phần này mình chỉ việc mình đem bỏ chỗ nào bóng tối cả nhà, thoáng mát là được ha. Mình xin chào cả nhà và hôm nay thì giá của mình cũng đã đúng được 2 ngày rồi cả nhà. À, bây giờ mình sẽ dỡ, mình xem giá của mình nó phát triển như thế nào nha. Từ lúc hôm bữa mình ủ tới giờ mình cũng không có xem luôn cả nhà. Hôm nay là đúng 2 ngày luôn á. Để mình lấy cái phần cát này ra này. Mình dỡ cái phần cát này lên nha. Mình quay sáng rồi nha. À nó dính luôn cả nhà. À, nó dính nè. Trời nhìn cọng giá ú nù luôn cả nhà. Đây là đúng 2 ngày luôn cả nhà. Từ bữa mình ủ tới giờ luôn á, mình không còn dở luôn này cả nhà. Đó, mình không xem luôn á. Hôm nay là đúng 2 ngày luôn, mình mở cho cả nhà mình xem luôn á. Nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Đó, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Giá nhìn rất là đẹp luôn cả nhà, đó. Nhìn rất là ngon cả nhà, đó. Mà đúng mới cái 2 ngày này cả nhà. Cọng giá của mình rất là trắng luôn. Cọng rửa rất là to, nhìn rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy giá mình thu hoạch luôn nha cả nhà, đó. Mình cho ra rổ luôn nè, mình cho thu hoạch luôn ha. Nói làm cách này thì đơn giản lắm cả nhà, đó. Khi mình dỡ lên này cả nhà, đó, rất là gọn luôn, đó. Rất là sạch nè. Đây là phần rỡ này cả nhà, mà rỡ rất là to luôn nha, rất là ngon đó. Bây giờ cái phần cát này mình chỉ việc mình lộn sạch lại cả nhà, thì mình đem mình cho nước vào á, vài lần nước như vậy á, mình rửa sạch rồi mình đỡ ráo rồi mình làm mỹ sau thôi, rất là đơn giản cả nhà, đó. Rất là gọn trơn luôn này cả nhà, đó, rất là sạch luôn ha. Giá rất là mập luôn cái này.
Đây là phần giá của mình cũng đã thu hoạch xong rồi cả nhà. Cả nhà nhìn nè, đó 100g mà mình lấy cũng được một rổ luôn. Nói chung là làm cách này cũng rất là nhàn, rất là đơn giản, không còn phải tưới nước hết cả nhà. Nói chung là nay dịch thì mình tự làm giá ở nhà, thì vừa có giá đỡ ăn mà rất là an toàn được cả nhà, ăn rất là mát luôn cả nhà. Thì mình làm cách này thì không còn phải tưới nước, đặc biệt là 2 ngày là mình đã có giá sạch đỡ ăn rồi cả nhà. Thì đây đúng 2 ngày nè, thì cả nhà muốn giá nó dài hơn thêm tí thì cả nhà có thể đỡ tầm khoảng 2 ngày rưỡi cho đến 3 ngày ha. Nói chung là làm cách này rất là đơn giản luôn cả nhà, và không có bị xanh, và còn giá thì nó không có bị tím cả nhà. Giá này khi mình ăn thì rất là giòn, ngọt, rất là ngon luôn cả nhà. Rất là đơn giản. Thì hôm nay mình chia sẻ cách làm giá. Thấy cái video của mình hay và hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình nha, bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và đừng quên rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của mình nha. Mình cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vậy là mình có được một rổ giá rồi này cả nhà. Thì sáng thì mình bỏ mì gói mì ăn ha, hoặc là mình dùng mình nấu canh chua. Nói chung là mình chế biến những cái món ngon hàng ngày cho gia đình mình ăn, thì giá thì ăn rất là mát luôn cả nhà. Thì làm 2 ngày là mình đã có giá sạch đồ ăn rồi. Cũng giá rất là trắng luôn nè, nhìn rất là ngon luôn cả nhà. Thì nói chung là nhà bạn nào có cát thì các bạn thử làm cách này nha, rất là đơn giản, nhanh nữa.